Quý vị thân mến, trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chúng ta đã có một lực lượng tình báo được đưa vào các mục tiêu cao sâu của Mỹ ngụy. Nhờ đó, tình báo lấy được nhiều tin tức có giá trị chiến lược, góp phần giúp cho cấp trên đánh giá, dự đoán đúng chuyển biến của các giai đoạn chiến lược, phục vụ kịp thời cho chỉ đạo đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Có những nhà tình báo khi đã bị địch bắt, tra tấn, tù đầy đến tàn tạ nhưng vẫn trở thành nỗi ám ảnh, khiến những kẻ chóp mu của chế độ cũ cũng phải khiếp sợ. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai người tù cách mạng khiến anh em Diệm Nhu sợ đến mất cả hồn vía. Hai tù nhân đáng sợ nhất trong đời Diệm Nhu. Ngô Đình Diệm và con đường danh lợi dưới bàn tay phù phép của người Mỹ. Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình có 9 người con. Diệm theo học trường Quốc học Huế và tốt nghiệp lúc 16 tuổi, sau đó ghi danh học trường luật và quản trị của Pháp ở Hà Nội. Tốt nghiệp xong, Diệm đi làm việc ngay cho chính phủ và tiến thân khá nhanh trên con đường công danh. Tháng 3 năm 1933, vua Bảo Đại đã bổ nhiệm Diệm nắm chức vụ Thượng thư Bộ Lại, đứng đầu nội các, sau đó từ chức quay về sống tại nhà của thân sinh gần Huế. Năm 1951, Diệm sang Mỹ, trong khoảng thời gian 2 năm, nhờ sự gửi gắm của người anh ruột là giám mục Ngô Đình Thục, Diệm được Đức Hồng Y Spellman tiếp nhận, nâng đỡ và tạo cơ hội giao tiếp với dư luận địa phương. Cuối cùng, Diệm được lọt vào mắt xanh của một vài chính khách Mỹ có uy tín thời đó. Tháng 5 năm 1953, Diệm qua Bỉ và sống trong một tu viện. Năm tiếp sau lại qua Pháp nằm chờ thời trong tình hình quân Pháp đang bại trận nặng nề tại chiến trường Điện Biên Phủ ở Việt Nam. Năm 1954, khi Pháp bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, cùng nhiều thất bại trên chiến trường Đông Dương, Hoa Kỳ liền quyết định can thiệp để thay chân người Pháp. Lúc này, chính phủ Mỹ muốn tìm người ủng hộ và Ngoại trưởng Mỹ đương thời cũng từng biết đến Diệm. Biết thời cơ đã chín, Ngô Đình Diệm vội vàng khăn gói về nước vào cuối tháng 6 năm 1954. Cùng với áp lực của chính phủ Mỹ phối hợp bởi sự can thiệp tích cực của Đức Hồng E. Spellman mà phía sau là Tòa Thánh Vatican cùng sức ép của phong trào Cộng hòa Bình Dân thân Vatican lúc ấy, chính phủ Pháp và quốc trưởng Bảo Đại đã buộc lòng phải cử Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng trên nửa phần đất phía Nam. Vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, sau cuộc tổ chức trưng cầu dân Ý, dưới bàn tay đạo diễn khéo léo của người Mỹ, Ngô Đình Diệm đã thắng vua Bảo Đại, chính thức trở thành vị tổng thống đầu tiên của cái gọi là nền đệ nhất Cộng Hòa. Sau khi ổn định xong hệ thống chính quyền, quân đội và cảnh sát, từ đầu não đến cơ sở, đế quốc Mỹ và chế độ Ngô Đình Diệm tiến hành chiến tranh đơn phương, giáo giết chống lại nhân dân miền Nam và ho hét Bắc Tiến, lấp sông Bến Hải, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta. Do đó vị trí chính trị của Thừa Thiên, địch chọn đây là một trong những trọng điểm tố cộng ở miền Nam. Tháng 2 năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm công khai phát động chiến dịch tố cộng, tiến công vào Đảng Cộng sản và phong trào đấu tranh của nhân dân. Chúng đặt tố cộng là quốc sách, là biện pháp chiến lược chủ yếu, quyết định thành bại của chế độ. Ngô Đình Nhu thua một người tù. Năm 1958, chính quyền Sài Gòn bắt được một cán bộ cấp cao của quân giải phóng có tên là Hai. Trong lần đầu hỏi cung, đồng chí Hai của ta đã làm cho địch có phút sững lại khi thẳng thắn nói rằng: "Tôi bị bắt vào đây, các ông có quyền hành hạ, nhưng tôi sẽ không khai báo gì cả." Quả thật, sau nhiều lần tra khảo, quân địch tuyệt nhiên không cậy được từ ông Hai nửa lời. Chúng tức giận hành động đánh ông liên tiếp trong 3 ngày liền. Ngày thứ 2 chuẩn bị đánh thì ông Hai xin cho cởi quần áo ra, vì sợ dính máu. Xong xuôi đâu đấy, chiến sĩ của ta đứng lên chịu đòn, không la hét hay rên rỉ. Đám tra tấn trở nên ngán ngẩm trước sự ly lợm của người Cộng sản, nên đến ngày thứ 4 thì chúng không đánh nữa. Ngày đó, Ngô Đình Cẩn với đoàn công tác đặc biệt đã nhiều lần thu phục được một số phần tử kháng chiến cũ. Cần biết rằng đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn đã tự coi mình là đoàn thể cách mạng quốc gia, không chịu sự chi phối điều hành của nhà nước và luật pháp, là một thứ công cụ chuyên chế bất hợp pháp, nhưng quyền hành của nó thì bao trùm lên chính thể, bao trùm lên luật pháp nhờ uy thế của gia đình họ Ngô để bảo vệ chính quyền Diệm Nhu. Toàn bộ nhân viên của đoàn công tác đều đồng thời là gia nhân của Cẩn, hành động theo chỉ thị, phần lớn là khẩu lệnh của Cẩn. Sau huyệt gốc của đoàn công tác đặc biệt miền Trung là cơ quan đặc biệt đóng tại Tòa Khâm. Tòa Khâm xứ Huế cũ lúc này biến thành một nhà tù lớn làm nhiệm vụ cải tạo,
chuyển hướng cán bộ cộng sản bị bắt. Ngoài ra còn có các cơ sở lao động khổ sai như là vườn cam, nhà mát ở Cửa Thuận và đặc biệt là trại giam ở Chín Hầm gần Lăng Gia Long, nơi cầm cố để thủ tiêu những người cộng sản kiên cường không chịu khuất phục. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn không đủ tài trí để khai thác thông tin từ ông Hai, nên bọn chúng lập tức chuyển ông đến cho đội mật vụ khét tiếng tàn bạo của Ngô Đình Cẩn xử lý tiếp. Đều đặn mỗi ngày cần cho những người cách mạng đã bị chúng chiêu hồi đến nói chuyện với chiến sĩ Hai, dùng những lập luận mị dân nhân lúc phong trào cách mạng miền Nam đang gặp khó khăn và khoét vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất của miền Bắc để thuyết phục người tù bỏ cộng sản về với quốc gia. Song chỉ như gió thổi qua tai, người tù ấy chỉ nhẹ nhàng phân tích, đập lại các lập luận thuyết phục mà không hề mắng mỏ những kẻ chiêu hồi là phản bội. Cách làm của Cẩn xem ra cũng vô hiệu với người này. Ngô Đình Cẩn hết cách thì đành gọi anh trai là Ngô Đình Nhu, học thức uyên bác và giỏi lý luận nhất nhà, ra Huế để khuất phục người cộng sản kia. Cuộc gặp nhanh chóng được diễn ra ở một tư dinh của Cẩn ở cửa Thuận An với các thành phần tham dự bao gồm Nhu, Cẩn cùng bộ hạ, cùng với ông Hai và một số tù chính trị. Cuộc tranh luận giữa chiến sĩ cộng sản và thế lực Diệm Nhu diễn ra căng thẳng xoay quanh nhiều chủ đề. Ông Nhu lắt léo đổ cho việc đất nước chia cắt hai miền là do thỏa thuận của Nga và Mỹ, hòng đưa cuộc chiến hiện tại sang cuộc đối đầu ý thức hệ. Lập luận này đã từng bịt bợm được nhiều trí thức miền Nam. Thế nhưng ông Hai với đầu óc tỉnh táo và lý tưởng cách mạng vững vàng, khẳng định lại nước Việt Nam là một giải từ Nam Quan đến mũi Cà Mau không gì có thể chia cắt. Ngô Đình Nhu tiếp tục rào hoạt chứng minh chế độ chính trị miền Bắc không tốt như tuyên truyền qua việc xoáy vào sai lầm về cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản. Mặc dù ông Hai bị giam đã vài năm, không rõ tình hình thực tế, tuy nhiên người chiến sĩ vẫn vững vàng phản biện. Mặc dù gia đình tôi là địa chủ, nhưng tôi không chấp nhận nhà tôi có hàng chục mẫu, trong khi nông dân không có ruộng đất. Tôi tán thành cải cách ruộng đất, nhưng không muốn cảnh đấu tấu sai. Người ta làm ruộng là phải có ruộng đất, nhưng tôi phản đối cách làm. Không để cho Nhu thao thao bất tuyệt, ông Hai cũng phản công lại rằng họ Ngô thực chất chẳng có chút gì độc lập, rồi sẽ đến lúc Mỹ loại trừ họ. Nhà Ngô khi đã hết giá trị lợi dụng. Theo đó, ông Hai chỉ ra những hành động như ông Diệm vay tiền làm đập đa nhiêm nhưng Mỹ không cho, mang danh là một chính phủ nhưng khi đi vay, Mỹ lại không cho vay, phải xin thì họ mới cho, chứng tỏ Mỹ không tin các người. Các ông mua hàng dân dụng ở đâu cũng phải do cơ quan viện trợ Mỹ chỉ định, ít nhất 10% hàng trở về cũng phải bằng tàu Mỹ. Các ông phụ thuộc Mỹ, viện trợ Mỹ là cái thằng lọng. Khi nào các ông chống họ, không nghe họ thì họ thắt lại, các ông hết thở thôi. Ông Hai nói, biên bản cuộc tranh luận được gửi lên Ngô Đình Diệm, ông ta nhận định, ông Hai là một tên cộng sản ngoan cố nhưng nói nhiều điều cần suy nghĩ. Và không ai khác, người tù lanh lợi này chính là ông Trần Quốc Hương, chỉ huy trực tiếp những điệp viên nổi tiếng như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ. Ông Trần Quốc Hương, hay còn gọi là ông Trần Ngọc Ban, bí danh Mười Hương, tham gia cách mạng từ năm 1937 trong phong trào thanh niên. Mới 15 tuổi, ông bị Pháp bắt vì giữ lá cờ vào năm 41. Vào ban công tác đặc biệt của Trung ương, bên cạnh ông Trường Chinh, làm báo ở chiến khu Việt Bắc, ông là một trong số cán bộ đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử vào chi viện cho miền Nam. Ông Mười Hương đã trải qua tù đày ở cả hai thời kỳ Pháp và Mỹ, kiên cường sống sót qua chế độ lao tù của đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn. Cuộc đấu trí với Ngô Đình Nhu là một dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời làm tình báo của ông Mười Hương. Theo lời của Đại tá tình báo Tư Cang, ngày 26 tháng 10 năm 1954, Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng ở miền Nam. Ông Mười Hương lúc bấy giờ là phó giám đốc nha tình báo đã được cử vào miền Nam 6 tháng để tăng cường cho chiến trường. Ngay những ngày đầu đặt chân vào Nam thì ông cùng các cộng sự của mình đã viết nên những huyền thoại tình báo. Ít ai ngờ rằng 6 tháng tưởng chừng ngắn ngủi như dự định bỗng trở thành 10 năm dài đằng đẵng với những biến cố khó lường. Từ tháng 6 năm 1958, ông Mười Hương bị khai báo, bị bắt và đưa đi giam giữ tra tấn tại nhà giam Chín Hầm ở Huế do Ngô Đình Cẩn cai quản. Tại đây, ông Ngô Đình Nhu 5 lần 7 lượt đòi thu phục nhưng đều thất bại. Trong hoàn cảnh bị địch bắt bớ, lành ít dữ nhiều, ông Trần Quốc Hương tưởng như khiếp sợ, song lại khiến kẻ địch ngược lại phải nghĩ ngợi trước những lời nói của mình. Quả thật đây là trường hợp xưa nay hiếm.
Sau nhiều lần tra khảo bằng những lý luận sâu sắc để đấu trí, Ngô Đình Nhu đã dùng ánh sáng 500kW để chiếu thẳng vào mắt ông Mười Hương nhằm làm rối loạn dây thần kinh để đo được độ thật của ông. Tuy nhiên, cũng vẫn chỉ thu về những thất bại. Năm 62, Ngô Đình Nhu buộc phải chuyển ông Mười Hương về giam tại Sài Gòn để chờ thời cơ tiếp tục thu phục. Trong những lần trực tiếp tra khảo, Ngô Đình Nhu phải thừa nhận ông Mười Hương là một người cộng sản ngoan cố, nhưng nói nhiều điều phải ngẫm. Nếu không thu phục được thì chắc chắn là phải thủ tiêu ông này. Tại nhà giam ở Sài Gòn, Ngô Đình Nhu tiếp tục lên kế hoạch thu phục Mười Hương, đồng thời bố trí lực lượng canh giữ ông nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm đã tạo cơ hội may để tổ chức giải thoát ông ra khỏi lao tù. Vào tháng 11 năm 1963, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị đảo chính. Nhân cơ hội này, Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phía Nam tìm cách đưa ông Mười Hương ra tù. Đại tá Tư Cang, cụm trưởng cụm tình báo H63, bàn với nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn cùng đồng đội lên kế hoạch giải cứu. Lúc đó ông Mười Hương bị giam giữ tại trung tâm thành phố, ở một nơi khá sang trọng, nên ban đầu ông Ẩn dự định hối lộ cho người canh gác ông Mười Hương một chiếc xe ô tô hạng sang để tạo cơ hội cho ông Mười Hương trốn thoát. Nhưng sau nhiều lần điều đình, người canh gác này ra giá là 100.000 đồng tiền thời bấy giờ. Cần biết rằng cứ 3.000 đồng thì mua được một lượng vàng. Sau khi thỏa thuận được giá cả rồi, ông Tư Cang và ông Phạm Xuân Ẩn đã tìm gặp một nhà tư sản yêu nước từng biết ông Mười Hương. Nhà tư sản này đã bán tài sản của mình để đưa đúng 100.000 đồng. Nhận tiền, người canh gác đã ngó lơ 15 phút để ông Phạm Xuân Ẩn đưa ông Mười Hương ra khỏi nơi giam lỏng, giao cho mạng lưới giao thông do ông Tư Cang cắt đặt. Ông Mười Hương được đưa về ngã tư Bảy Hiền, vùng lõm cách mạng của Sài Gòn lúc đó, rồi từ đây về căn cứ của cụm tình báo H63 ở Củ Chi. Nữ tướng Trại Vân Đồn. Đại tá Đinh Thị Vân, sinh năm 1916 ở làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tên thật của bà là Đinh Thị Mậu, xuất thân trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước. Tháng 6 năm 1954, bà là huyện ủy viên huyện ủy Xuân Trường, tham gia ban chấp hành tỉnh hội phụ nữ tỉnh Nam Định, thì tổ chức quyết định điều động bà lên công tác tại Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng. Bà được giao nhiệm vụ về Hà Nội hoạt động bí mật trong lòng địch, gây dựng cơ sở, tìm hiểu những ý đồ chiến lược của địch. Để yên tâm công tác theo yêu cầu của cấp trên, bà đã cưới vợ cho chồng, đem hạnh phúc của mình đặt vào tay người khác với một ý nguyện quên mình vì Tổ quốc. Năm 1954, tổ chức phân công bà vào Nam với bí danh là Trần Thị Mỹ. Bà cùng gia đình cơ sở tên là P di cư vào Nam với danh nghĩa chị dâu, chồng chết, không có con, đi cùng em chồng. Sau một thời gian ngắn, bà đã ổn định được thế đứng hợp pháp, vận động được người trong hàng ngũ địch làm việc cho ta, lấy được nhiều tin tức tài liệu của địch. Cuối năm 59, bà bị bắt, bị địch dùng đủ loại hình tra tấn cực kỳ tàn bạo dã man. Sau khi thoát khỏi nhà tù, được quân chúng bảo vệ, che chở, bà liên lạc được với tổ chức tiếp tục hoạt động. Nhiều lần bà đến tận căn cứ địch để điều nghiên, giúp cấp trên chỉ đạo tác chiến thắng lợi. Tháng 8 năm 1959, khi đang hoạt động trong hang ổ của Mỹ Ngụy giữa Sài Gòn, thì bà lại bị một tên phản bội chỉ điểm. Bà bị địch bắt và tra khảo về đồng chí Nam Phong, một giao thông viên của đặc ủy khu. Tinh thần cách mạng vững vàng của bà đã vô hiệu hóa hàng loạt đòn tra tấn của địch. Đám an ninh quân đội của tên Đỗ Mậu bất lực đành đưa bà sang trại Vân Đồn, một trại giam theo mô hình của đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Ở đây, địch không dùng vũ lực mà sử dụng những thủ đoạn mị dân để làm thay đổi tư tưởng của người tù chính trị. Những ngày tháng sống trong mật ngọt chết ruồi của trại giam Vân Đồn, nữ chiến sĩ Đinh Thị Vân đã kể lại thực tế ngày ấy trong hồi ký Tôi đi làm tình báo như sau. Ai vào đây cũng không bị đánh đập, trái lại được ăn uống rất ngon lành. Trí thức được chăm sóc đặc biệt, cán bộ càng cao càng được chúng chiều chuộng. Nếu là tỉnh ủy viên thì trưởng ban trực tiếp bắc màn cho, pha cà phê bưng xuống, sáng sớm đã mò đến hỏi thăm giấc ngủ. Những công việc như thế chúng làm rất kiên trì, không thay đổi, không nản lòng. Những ngón đòn trên đã khiến cho cộng sản của ta không ít người ý thức trở nên lẫn lộn, không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Nhiều người còn ngộ nhận chính sách của địch là thật tâm. Không chỉ thế, bọn đoàn công tác đặc biệt miền Trung cũng đưa những người tù chuyển hóa đến thuyết phục bà Đinh Thị Vân ở trại Vân Đồn. Trong mỗi lần đó, bà Vân lại dơ ra những vết thương bị địch tra tấn còn chưa lành, phần nào thức tỉnh lại cho đồng đội cái gọi là thật tâm của địch. Khi có kẻ nào đến thuyết giảng về sự khoan hồng với tù chính trị thì bà một mực từ chối, bởi chỉ là người đi buôn không cần biết chính sách khoan hồng gì cả. Quân địch tại trại Vân Đồn còn sử dụng nhiều thủ đoạn, hòng thu phục các đồng chí cộng sản khác của ta.
chúng cấm các tù nhân nói chuyện với nhau. Bà Vân thấy vậy thì chuyển sang đọc thơ. Lúc thì đọc bài đề thám trả lời cha nuôi, khuyên ông quy hàng Pháp, khi thì đọc đoạn từ Hải chết đứng vì mắc lừa Hồ Tôn Hiến trong chuyện Kiều. Dụng ý trong hành động của bà là muốn thức tỉnh những anh em khác đừng mắc mưu địch. Bọn giặc tức điên nhưng không làm gì được vì bà bảo bà đọc thơ một mình. Một câu chuyện nữa là quân địch mỗi sáng thứ hai đều bắt các tù nhân trong phòng giam đứng dậy chào cờ. Chiến sĩ Đinh Thị Vân thì mặc kệ, cứ nằm một chỗ. Địch hỏi thì bà bảo tù nhân không còn quyền công dân thì không cần chào cờ. Hơn nữa, bà cũng không hành lễ với cái chế độ bắt giữ và đánh đập bà oan ức. Quân địch tức lắm nhưng không làm gì được, đành làm ngơ. Các em tù đang mụ mị thấy những hành động hiên ngang của bà thì cũng phần nào tỉnh ngộ, nhờ đó mà không bị bịp bợm bởi những thủ đoạn của bọn mật vụ cháo trở. Về sau, lợi dụng lúc chính phủ ngụy quyền liên tục bị đảo chính, lật đổ lẫn nhau, bà đã thoát ra khỏi nhà tù, tiếp tục gây dựng mạng lưới tình báo. Bà và mạng lưới của bà đã cung cấp sớm cho tổ chức những tin quan trọng, như việc Mỹ đưa bao nhiêu quân vào miền Nam, sự bố trí giữa quân Mỹ và quân Ngụy, hỗn hợp quân Mỹ Ngụy, kế hoạch xây dựng nghĩa quân, địa phương quân của địch trên 43 tỉnh thành miền Nam. Chiến dịch ba mũi tên tìm diệt mà Mỹ Ngụy dự định tiến hành. Âm mưu của địch trong chiến dịch Johnson City với ý đồ đập tan cơ quan đầu não Việt Cộng. Các thông tin phục vụ tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta trong Xuân Mậu Thân năm 68 v.v. Cho đến khi bà rút khỏi Sài Gòn, địch không hề hay biết về mạng lưới tình báo của bà. Bà đã nêu cao phẩm chất của người đảng viên Cộng sản, hy sinh hạnh phúc riêng vì lý tưởng cách mạng. Ngày 25 tháng 8 năm 1970, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là anh hùng đầu tiên của ngành tình báo quốc phòng với lời tuyên dương. Đồng chí Đinh Thị Vân, thiếu tá bộ binh, là một cán bộ mẫu mực, trung thành, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, có năng lực vận động tổ chức quần chúng giỏi, bám chắc cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng trong những hoàn cảnh khó khăn. Những năm tháng cuối đời, bà luôn được sống trong vòng tay yêu thương của đồng đội và nhân dân. Quý vị thân mến, như vậy là cho đến tận khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, chính quyền Sài Gòn rối loạn thì hai nhà tình báo gan dạ của ta mới được trả tự do. Trong 5-6 năm dòng dã bị địch dùng đủ các hình thức mị dân, ông Hai Trần Quốc Hương và bà Đinh Thị Vân đã kiên cường đấu tranh làm chúng thất bại. Đó là hai trong số rất nhiều tấm gương sáng đã góp phần tăng thêm sức mạnh của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, là lời giải thích cho việc dù con đường cách mạng có ngặt nghèo, gian khổ đến đâu, nhưng ta vẫn vững bước tiến đến được độc lập, tự do.